đang chạy vòng số 8 anh chị nhớ canh bánh trước nha, vào 8 ra 3 nha. Mời vé 293, 294, 295. Xe 03, chi đạt. Vé 293, 294, 295. Xe 05, chi đạt. Đó anh chị vào 8 ra 3 nha, lưu ý nha. Cũng đơn giản à, mình cứ chú ý là được ha, vào 8 ra 3 rồi mình đi thẳng mình bo cua lên đường gồ ghề thôi. Xe 02 chào bạn. Này đang tập xe nha các bạn, đang tập xe. Ngày thi thì anh chị cứ cố gắng đi thi sớm, được thi thử nha, được tập xe thiết bị của trường nha. Đó rất là đơn giản nha, cứ chạy từ từ thôi. Rồi lên đường rồi ghe anh chị cứ điều ga nha. Rồi xong. Đang tập xe thiết bị nha anh chị.